mang hệ cái sự hoạt phát, coi như là năm nay sẽ là một năm tràn đầy sự thành công trong tất cả công việc của chúng ta. Và trong cái buổi tiệc thuộc ảnh của hôm nay thì ngoài những cái hoạt động và hội đồng hương của chúng ta đã kể đến quý vị, trong buổi tiệc hôm nay còn có sự góp mặt của các thầy cô giáo cũng như là các anh chị là các mặt thường quân cũng như là trong nước và ngoài nước đã về đây để tham dự với chúng ta trong buổi tiệc hôm nay. Và ngay giờ đây thì cho phép sư huynh được giới thiệu đến quý vị một vài vị khách ở đây cùng với chúng ta để cùng hòa chung với một không khí rất ấm áp của hội đồng hương hôm nay. Đó chính là sự có mặt của thầy Hình Văn Giáo ạ. Xin một tràng vỗ tay để chào mừng thầy giáo đến với chúng ta. Vâng, và bên cạnh thầy giáo của chúng ta thì chúng ta còn có một vị nữa, đó chính là thầy Nguyễn Xuân Tưởng Long. Và xin được chào mừng thầy Tưởng Long và thầy Hòa thầy ạ. Và chắc chắn rằng không thể thiếu một người thầy đã dành tất cả kiến thức để truyền đạt cho các học trò của mình, và đó chính là thầy Nam ạ. Xin được chào mừng thầy Nam đến với hội hôm nay. Vâng, thưa quý vị, và ngày hôm nay chúng ta còn có các anh chị từ nước ngoài cũng đã về đây để tham gia với hội trong buổi hôm nay cùng với các nhà tài trợ của chúng ta. Và trong chương trình của chúng ta tới đêm nay thì ngoài cái buổi tiệc rất ấm áp mà hội mang đến cho quý vị, chúng ta còn có một cái phần nhỏ đó chính là những cái món quà mà hội của chúng tôi muốn được dành tặng đến cho những vị khách may mắn trong buổi tiệc này, được tài trợ bởi nhà tài trợ công ty Vinatech Vạn Ninh cùng với cửa hàng điện thoại Thiên Phú. Được quý vị, và một lần nữa xin được cảm ơn Vinatech Vạn Ninh cùng cửa hàng Thiên Phú đã đem đến những món quà thật là ý nghĩa cho đêm hội mặt xuân của chúng tôi hôm nay. Vâng, và kính thưa quý vị, và để bây giờ sẽ là giây phút và quan trọng nhất, đây là giây phút này thì chúng mình muốn mời anh Tâm trở lại sân khấu với chúng tôi. Anh Tâm ơi, anh sẽ mang theo cái đi của mình đi ạ. Cái giây phút này, cái giây phút để và tất cả những tình cảm của mọi người có mặt trong bữa tiệc hôm nay sẽ được gửi vào nhau để bữa tiệc của chúng ta trở nên ấm áp và trở nên vui tươi hơn. Thưa quý vị, chúng ta hãy cùng thắp đầy ly vào đi ạ, và hãy cùng nâng ly thật là cao để chúc mừng cho buổi hội mặt xuân 2016 của chúng ta ngày hôm nay ạ. Ra đi không nghĩ gì, trong lòng anh muốn đắm bao tháng đầu trái.